Chiều ngày 11 tháng 11, trong khuôn khổ Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 9 năm 2022 tại mặt hồ Xuân Hương, thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, khai mạc không gian triển lãm Thiên đường Tây Nguyên và trình diễn thời trang lụa và thổ cẩm Tây Nguyên với chủ đề Con đường di sản, thu hút sự tham gia của đông đảo người dân và du khách. Bộ sưu tập lụa tơ tằm do 15 nhà thiết kế thời trang nổi tiếng hàng đầu Việt Nam được trình diễn trên nền vải tơ lụa Bảo Lộc. Ngoài ra, triển lãm còn giới thiệu với công chúng hơn 5.000 hiện vật sưu tầm về Tây Nguyên, được chia thành nhiều nhóm nhạc cụ, công cụ, phục vụ sản xuất và đời sống, dụng cụ săn bắn, trang phục thổ cẩm truyền thống, cùng những món đồ về văn hóa tín ngưỡng, nghi thức và lễ hội của các dân tộc bản địa ở Tây Nguyên. Tại đây, 5 ngôi nhà của người dân tộc bản địa Tây Nguyên, gồm một căn nhà dài người dân tộc Ê Đê, một nhà sinh hoạt hàng ngày người Siêu, một ngôi nhà rông Rơn Gao của dân tộc Sê Đăng, một nhà rông của dân tộc Bana và một nhà dệt của dân tộc Bana cũng đã được phục dựng để du khách tham quan tìm hiểu. Không gian mở cửa miễn phí phục vụ người dân đến hết ngày 31 tháng 1 năm 2023.